Kính chào quý vị và các bạn. Bộ Tài chính đề xuất hai phương án thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư, cấm công chứng mua bán nhà ở xã hội khi chưa đủ 5 năm. Quý 3, giao dịch bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh tăng bất thường. Đây là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong 5 phút của chương trình Nhịp sống kinh tế hôm nay. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư. Theo đó, Bộ Tài chính đã trình hai phương án. Phương án 1 quy định thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư theo quy định pháp luật về giá. Phương án 2 quy định thu phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư theo quy định pháp luật về phí lệ phí. Qua phân tích ưu nhược điểm của hai phương án nêu trên, để bảo đảm công khai minh bạch đồng bộ với thu phí dịch vụ hoàn vốn các dự án BOT, Bộ Tài chính đã chọn phương án 1. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua quý 3 đầy biến động bởi sự trở lại của dịch COVID-19. Dù vậy, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh cũng như duy trì đà tăng trưởng dương cho nền kinh tế, chỉ số VN Index được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi và đón đầu các dòng tiền đầu tư. Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tháng 9 với việc cả 3 chỉ số VN Index, HNX Index và Upcom Index đều tăng điểm so với tháng trước. Dù mức tăng của VN Index có giảm hơn so với tháng 8, nhưng thanh khoản lại có sự vượt trội hoàn toàn. Nhiều nhà đầu tư nhận định giai đoạn này vẫn nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, đặc biệt nên chú ý vào các nhóm cổ phiếu tăng trưởng như thực phẩm, ngân hàng, chứng khoán và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên rủi ro đang có dấu hiệu tăng nhẹ nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua mới khi chỉ số VN-Index vẫn ở dưới mức 920 điểm. Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng quán triệt việc công chứng mua bán chuyển nhượng nhà ở xã hội. Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không được công chứng mua bán chuyển nhượng nhà ở xã hội dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm kể từ lúc trả hết tiền mua thuê mua nhà ở xã hội theo hợp đồng đã ký kết. Sở Tư pháp yêu cầu trưởng các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm nội dung trên bởi việc mua bán các căn hộ nhà ở xã hội trái quy định đang diễn ra hàng ngày và công khai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo nghị định của chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc một số đối tượng sẽ bị cấm mua nhà, đất ở nước ngoài nhằm ngăn chặn việc mua nhà để nhập tịch. Theo đó, các cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài gồm cán bộ công chức viên chức, sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, người chưa thành niên, người bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, biện pháp xử lý hành chính, đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, các trường hợp khác theo quy định của luật phá sản, luật phòng chống tham nhũng. Việc bổ sung quy định nêu trên cũng giúp hạn chế các trường hợp cá nhân đang có vấn đề có thể tẩu tán tài sản. Số lượng bất động sản được chào bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 là trên 12.500 sản phẩm, chủ yếu là căn hộ chung cư tỷ lệ hấp thụ lên đến 75%. Theo hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam, đây là diễn biến lạ trong bối cảnh dịch bệnh kinh tế khó khăn. Quý 1 giao dịch thành công tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.552 sản phẩm, quý 2 là 5.501 sản phẩm, riêng quý 3 con số giao dịch thành công lên đến 9.408 sản phẩm. Đây là con số rất ấn tượng. Thực tế cho thấy theo quy định của pháp luật, các dự án phải đủ điều kiện thì mới được bán hàng. Tuy nhiên do áp lực từ nguồn cầu, áp lực thu hồi vốn, hầu hết các dự án đã tìm cách tách luật để bán trước khi có đủ điều kiện dưới các hình thức như đặt cọc giữ chỗ, ký quỹ. Như vậy mặc dù tỷ lệ giao dịch thành công của quý 3 rất cao, nhưng thực chất đã bao gồm cả những giao dịch từ nhiều tháng trước và đến thời điểm này được ghi nhận do các dự án đã đủ điều kiện bán hàng. Tổng cục thuế vừa tổ chức lễ tôn vinh người nộp thuế, 30 doanh nghiệp tiêu biểu được Tổng cục thuế lựa chọn từ hơn 790.000 doanh nghiệp trong cả nước để tôn vinh trong đợt này tiêu chí để bình chọn người nộp thuế tiêu biểu phải là đơn vị có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước như tạo nhiều việc làm cho người lao động tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế đạt được kim ngạch xuất khẩu hàng năm lớn nộp nhiều thuế vào ngân sách nhà nước và có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn tập đoàn điện lực việt nam ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam tổng công ty hàng không việt nam công ty cổ phần sữa việt nam tập đoàn vingroup là những doanh nghiệp đã được vinh danh Thưa quý vị và các bạn, nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong 5 phút của chương trình. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ 15 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.